Ủ mưu gì đấy? Cái mặt này đang nghĩ cách đầu tư để kiếm tiền nhanh giống mẹ đúng không? Này, em thấy hơi bất ổn đấy. Sao? Kiếm tiền mà dễ như thế thì không đến lượt mẹ đâu. Cái này may rủi mà. Bây giờ người ta cũng lướt sóng bất động sản đầy ra. Cứ đúng lúc đúng thời điểm đỏ thì ăn thôi. Nhưng mà làm sao đỏ mãi được? Rồi đến lúc mẹ đen, xuống tinh thần, khó chịu. Anh với bố thì mẹ chả dám động rồi. Chỉ có em này, em là khổ thôi. An, là nãy giờ lo chuyện đấy đấy à? Ui, em nghĩ xa thật đấy. Làm sao mà chưa gì phải nghĩ theo hướng tiêu cực ấy nhở? Anh chỉ thấy mừng thôi. Nhìn mẹ vui vẻ như thế, xong lại rất thoải mái vợ chồng mình nhá. Mẹ em cứ như thế này mình đỡ phải nghĩ. Thì em nói trước thế, trước việc nhà anh mà, việc em đâu. Em chỉ lo cho thân em thôi. Người ta muốn làm giàu thì phải to gan cơ. Mẹ anh nhát lắm. Nên nếu có chơi thì cũng chỉ đến mức này thôi. Yên tâm là mẹ không chút giận lên em đâu. Nhá. Tươi cái mặt lên. Tự lo tự nghĩ xong rồi. Wow, hôm nay có cái này cực kỳ hay luôn. Đấy, men lá hạ thổ mấy năm rồi đấy. Thừa anh. Ê, thừa luôn. Bây giờ nhá, chơi kiểu như này. Một phát bốn anh em, một ly này. Rồi, anh đi trước, ok? À, ngon luôn, đến là chú. Mạnh lên. Thôi, mai còn đi làm. Ừ. Bia đó. Mạnh lên, trẻ khỏe. Em thua anh ạ, cho đằng này, bù đi. Thế là chú phải uống hết luôn đấy. Kinh anh. Ui giời ơi. Thôi, uống bia thôi. À, chưa, bia đi. Nào. Uống bia. Rồi. Lâu ta mới nhậu một lần. Nhậu một lần ta phải nhậu cho say. Hey. Yo. Ngon. Này, hôm nay là anh chuẩn bị mấy cái thứ này cực kỳ ngon đấy. Anh em nhậu đi, thoải mái đi. Quá. Rộng trồng to thế. Ôi dồi ôi, bông hồng của anh. Nhung ơi, dạ. Mẹ về rồi anh ơi. Chị Toan. Ngon lắm, vào đây. Hôm nay trồng chỗ ta đây này. Dẹp mấy món này vào đi. Chị Toan ơi. Đây. Sao lại bỏ? Em có món này ngon lắm, ngon đấy. Đảm bảo là con chưa bao giờ ăn luôn. Chưa bao giờ ăn á? Em mời đi. Món gì? Đấy. Thế nào? Đây. Tèn. Hầu. Món này ăn mãi gì? Thường cái món mà quan trọng người ta sẽ để đến phút cuối. Cá Nhật này. Wow. Được rồi. Còn đây. Là món mà mọi người chưa bao giờ ăn. Tèn. Thủy quái đội lốt hoàng bào, nghe ghê chưa? Đắt lắm đấy chồng ạ. Tên mỹ miều vết à. Đây bà mới phá kho thâm nhật đấy à? Không, đây là lộc của chị Giang. Mọi người ơi, chị Giang buôn đất nhá, mấy ngày lãi luôn 60 củ. Gì đây? Bố để phần này. Nghe đến một củ quả. Choáng cái thế này. Này chồng ơi, mình mà có tiền đú theo kiếm tí nhà chồng kìa. Này, hai vợ chồng này mà đú được ấy thì ăn nhậu thoải mái. Quanh luôn. Chị ơi đưa bát đây, đưa bát đây. Để tôi riêng cái món này ấy, cho dù anh em chúng tôi không được ăn nhưng mà cũng phải mút tí nhá. Anh muốn trước. Ngon luôn, chú mút đi. Được cực kỳ. Thế nào, ăn ké lấy tí lộc xem nào. Ê, nó gọi nè, mọi người này. Đây, bà này, em xin miếng nào. Thì ông cụ ra viện rồi. Khỏe rồi hả cháu? Không, ông cụ về nhà rồi. Nằm viện lâu quá, không có tiền thanh toán. Thế là các con cháu cho về quê rồi. Ôi, dồi ôi. Nhanh thế. Chú không được ăn à? Được rồi, dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải lên một phát để cho nó không khí các em đây nó tăng bừng lên. Nào, anh em tập trung vào đây này.
ai trên đời. Bài này như hát rồi ra hỏi. Anh hát chán lắm. Chú hát đi. Không ổn lắm. Đang hát đi. Đúng rồi. Tăng 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 tăng. Cảm ơn đã đến bên nhau, những người tri kỷ trước sau bên tình. Cảm ơn anh em nhiệt tình đã làm động lực giúp mình là vươn lên. Đằng đằng sao à, thấy cái bài này như là hát đấm mãi. Này, anh gõ mãi mà không lên nổi ấy. Thôi nha, bây giờ vẫn bốn câu hát đấy. Thể loại khác. Rồi, chơi luôn. Cảm ơn đã đến bên nhau, những người tri kỷ trước sau vạn tình. Cảm ơn anh em nhiệt tình đã làm động lực giúp mình vươn lên. Nhận cho bác vui. Ác với cô này, cháu không nhận đâu. Thằng này hay thật đấy. Nói thật nhá, bác vui lắm ấy. Đêm qua không ngủ được, chỉ mong đến sáng này gặp cháu thôi đấy. Nhận cho bác vui. Nhận đi. Bác này, bác với cô ấy, cứ có qua có lại thôi. Thế là cháu buồn đấy. Mình là người nhà, mình phải giúp nhau chứ ạ. Cháu cũng chỉ muốn á, mọi người tốt lên, kiếm được nhiều tiền thôi ạ. Thế tấm lòng của cháu, bác với cả cô ghi nhận rồi. Còn đây là tấm lòng của cô với bác thì cũng phải nhận chứ. Đây là tình cảm mà. Đừng có nói là có qua có lại, như thế nó nặng nề. Đây là tình cảm. Bác với cô thấy cháu vất vả, có hộp đông trùng hạ thảo bồi dưỡng sức khỏe thôi mà. Rồi, nhận đi cho bác với cô vui. Thôi được rồi, lần này cháu nhận, chứ lần sau là cháu chạy mất hút luôn đấy ạ. Mất hút, hút đi đâu? Đã ở trên một thuyền rồi nhá. Mày mà định chạy, cô với bác mỗi người một chân, mày hút đằng trời. Dạ, cháu cảm ơn bác với cô ạ. Cô Ảo này. Dạ. Thế hôm nay có cái gì ngon ngon không? Cho cô với bác theo với. Cháu cũng đang tìm hiểu, nhưng mà chưa chốt được. Khi nào chốt được ấy, cháu sẽ báo cho bác và cô ạ. Này, nhanh nhá, đang chơi. Cháu xin phép. Chú Thuận ạ? Chú ở đâu rồi ạ? À, tầng 2 ạ. Dạ, để cháu ra đón ạ. Đông chú. Này cháu. Chào cháu. Ồ, hôm qua cháu hẹn chú ở nhà nhưng mà không gặp được. Nên phải hẹn chú ra đây. Dạ, chú. Chú ở đây ạ. Dạ, giới thiệu với bác và cô. Đây là chú Thuận, cổ đông lớn nhất trong vụ đất vừa rồi đấy ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, giới thiệu với chú. Đây là bác Giang và cô Thu. Họ hàng nhà cháu, cũng là cùng hội luôn đấy ạ. Thế à? Quý hoa quá. Dạ, chào hai bác ạ. Vâng ạ, chào anh ạ. Chào chú anh. Chú ra đây ngủ uống nước đi ạ. Cả nhà mình ra đây ngủ uống nước ạ. Mời hai bác. Dạ. Đây là 1.2 tỷ. Tiền vốn và tiền lãi vụ hôm trước đấy ạ. Chú đếm xem có đủ không. Cháu bảo chuyển khoản thì chú không nghe, cứ phải tiền mặt. Cầm cái 1.2 tỷ này bên người lo được nước. Thôi không phải đếm đâu. Này, cháu cứ giữ hộ cho chú. Khi nào mà có mảnh ngon ấy thì góp thêm tiền cho chú, chứ cầm về xong lại mang đến phiền lắm. Thôi khi nào có thì cháu báo sau, chứ bây giờ cầm 1.2 tỷ này bên người chẳng may mất thì ai để nó chú ạ. Cháu xin phép ạ. Alo. Sao? Bao nhiêu? Ui dồi ôi, nhiều như thế góp làm sao được. Thôi 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 thôi, báo người khác đi nhá. Này, Đông. Dạ. Thế lại có một mảnh nữa à? Mà bao nhiêu tiền? Sao chưa gì mà cháu lại vội từ chối ngay thế hả? Chú ơi, 4 tỷ, nhà mình toàn có con đất nhỏ, tiền đâu ra mà góp. Này, thế mày có bao nhiêu? Cháu chỉ có 1 tỷ thôi ạ. Thế hai bác, hai bác có bao nhiêu rồi ạ? Có vài trăm rồi. Vâng. Thôi được rồi, mày xem cái mảnh đấy liệu có vật được không? Cháu ấy thì cháu chưa xem, nhưng mà đội bạn của cháu báo là uy tín đấy ạ. Thôi được rồi, này mày đi xem đi. Nếu như mà được điện ngay cho chú, chú vay thêm để góp vào cho nó đủ nhá. Thật ạ? Ừ. Thế thì để cháu đi xem rồi có gì cháu báo cho chú ạ. Dạ. Thế thì
có gì thì báo cho cả bác với cô với nhá, nhá. Thế hai bác cũng góp vào đấy hả? Cố gắng. Dạ. Thế để tối nay cháu về lập group, rồi add mọi người vào, có hình ảnh cháu gửi cho mọi người sau ạ. Cảm ơn cháu nhá. Rốc. Lắm rồi, em chả mua cái gì cho cái Ngọc cả. Dạo này nó tiều tụy, thương lắm cơ chị ạ. Thì anh em nó cứ thức đêm thức hôm suốt mà. À, cô ạ, cô ơi, cháu có thể giúp gì được hai cô ạ? Cháu ơi, con gái cô ấy làm việc rất hay thức khuya. Đâm ra mắt nó cứ thâm quầng, cháu xem có cái loại nào bôi cho nó đỡ thâm không? À, cô ơi, bên cháu đang có cái sản phẩm này này. Cái sản phẩm này là không những là làm giảm thâm quầng mắt, xóa nếp nhăn, nâng cơ ấy, mà cháu thấy loại này cô dùng cũng rất là tốt đấy ạ. Ừ, thôi, cô lớn tuổi rồi, không cần nữa. Cho cô lấy loại này cho chị. Dạ, vâng ạ. Loại này bao nhiêu hả cháu? Cô ơi, sản phẩm này nhà mình là 2 triệu rưỡi cô nhé. 2 triệu rưỡi hả? Dạ. Thôi, cũng được. Cho cô lấy loại này. Cháu mời cô ra quầy ạ. Rồi, cháu tính cho cô đi. Vâng ạ. Này, chịu chi thế nhỉ? Chả mấy khi mà chị. Con Ngọc thích lắm đấy. Vâng. Này, cái ông Thuận gì đấy liều nhỉ? Vay tiền để đầu tư đất, nhỡ mà không bán được thì chết à? Em thấy thằng Đông nó cũng luôn nói thế đấy. Ông cứ như vậy, nhưng mà chưa bao giờ ông ấy bị phải ôm đâu. Đâm ra mới tự tin như thế đấy. Này này, Thu, Thu, thằng Đông nó gửi ảnh này. Sao ạ? Nó bảo miếng đất đấy rất đẹp, chị em mình muốn vào à, mỗi đứa 500. 500 cơ à? Bữa trước tiền lãi em chi trả mấy món rồi, trong người bây giờ cũng chẳng còn là bao. Này, ông Thuận vay thêm 800 để vào cho tròn 2 tỷ. Kinh thật, thế này mình trả theo được. Em sẽ vay em theo. Cô vay á? Vâng. Thế chị có theo không? Tôi. Vâng ạ. Nè. Mẹ cho con ạ. Con xem nào. Ôi, hàng xịn này. Mẹ lấy đâu ra tiền mà mua hàng xịn thế ạ? Chỗ mẹ chung vốn với mấy bà bạn, buôn bán nhỏ thôi mà. Để con dùng thử luôn ạ. Đúng là hàng xịn mẹ ạ, dùng thích thật đấy ạ. Ngọc này, mẹ muốn nhờ con một việc được không? Việc gì vậy à mẹ? Mà sao giọng mẹ nghiêm túc thế? Có gì thì mẹ cứ nói ra đi ạ. Con tự hỏi ứng tạm bên chỗ anh Đức Anh 2 tháng lương cho mẹ vay được không? Mẹ cần tiền làm gì ạ? Bên chỗ mẹ hùn hạp ấy mà. Đợt này nhập nhiều hàng quá, đâm ra cần thêm vốn. Hàng gì vậy à mẹ? Có ổn không ạ? Trước mẹ cũng làm bên kế toán doanh nghiệp, chứ có phải là không biết gì đâu mà đi theo mấy trò lừa đảo. Mẹ chỉ nhập mấy hàng gia dụng thôi mà. Dạ, phải để mai con lên công ty con hỏi anh Đức Anh xem sao. Hỏi sớm cho mẹ nhá. Dạ. Này, con phải nhớ bôi đều đặn đấy nhá, chứ cứ làm việc thâu đêm suốt sáng như thế xấu lắm ấy. Dạ vâng.
Ôi, con cảm ơn mẹ. Yêu chứ nhở. Em xoay các kiểu mới được có 300 triệu chị ạ. May là thằng Đông nó chịu. Tôi bán hết vàng vừa vặn 500. Hy vọng lần này cũng giống như lần trước, em sẽ trả được một số món nợ. Chắc chắn rồi, liều ăn nhiều. Đông à, cháu đang ở đâu? Về chị cứ chăm sóc da như em dặn nhé. Ừ em. Hôm nay làm chị có thấy thoải mái không ạ? Chưa, hôm nay chị thấy rất là thoải mái em. Em cảm ơn chị. Ui, chị Dương ơi, 7 ngày nhìn da khác hẳn luôn ấy. Ừ, da chị nhìn nó sáng hơn nhiều em ạ. Đẹp lắm rồi. Ừ, chị cảm ơn em nhiều nhá. Vâng ạ, để em đưa chị ra xe. Em ạ, chị ạ. Ôi chị Dương ơi, mới có 7 ngày mà da chị khác hẳn luôn rồi ý. Lần sau chị đến chị cứ gọi em Ly ra chăm sóc nhá. Khiếp, cứ ca nào khó là mày đổ hết cho tao. Đây, tao pha nước cho mày đây. Nào thả lỏng ra, bạn bóp vai cho. Tay nghề mày tốt như thế, không mày làm thì ai làm? Bóp cổ nữa. Đây 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 đây. Ê, hôm nay gió mùa đấy, đi ăn bò Kobe không? Bạn mới. Mày bị dở à? Đang nắng chang chang này, gió mùa ở đâu? Tao mời là gió mùa đấy còn gì nữa. Cũng đúng. Có đi không? Đi, chả mấy khi được bạn Ly tâm mời. Để đặt bàn. Không được rồi. Hôm thứ ba không đi được đâu. Bận. Này, lâu lắm tao mới bỏ tiền ra mời ăn đấy nha. Mày không đi ấy, mày thiệt. Thiệt một hộ cũng được. Các chị ơi, có ai là chị Hân không ạ? Ra lấy đồ giúp em với. Kìa, ra nhận đồ kìa. Tao đặt đồ gì đâu nhở? Ai biết. Mày tặng đồ tao đúng không? Giấu mãi. Đây, chị ta đây. Mơ. Em có đồ gì ạ? Có người gửi hoa cho chị. Hoa? Chị nhận giúp em. Của ai đấy? Không biết. Có thiệp này. Anh. Hai ông bà định đóng phim yêu lại từ đầu đấy à? Điên à? À, như này là như nào? Chả như nào à? Tạc linh tinh. Mày làm cái gì đấy? Này, mày xem này. Sao? Ý là tao xinh hả? Xinh mà. Có hai thứ không thể giấu được. Một là mày bị ho. Còn hai là đang yêu. Cái này là như nào? Thì bọn tao đang cố để có một cuộc ly hôn văn minh thôi. Mày nghĩ tao trẻ con à mà tao tin? Ôi, vâng. Cẩn thận, Ly. Mày với lão Đức Anh quay lại rồi đúng không? Không, không bao giờ. Thế làm gì nhau chưa? Nào, nào, tao không đùa nhá. Ôm chưa? Nào. Hay là, Ly. hay là mày hôn? Ôi, Ly. Dạ. Mày tưởng đâu? Mày nghĩ tao thích à? Mà cái thái độ của mày nói lên tất cả rồi còn gì nữa. Mê dai đầu thai không hết được. Tao còn lâu mới mê dai nhá. Thế tối nay đi quẩy với tao đi. Đã nói là hôm nay không đi được. Thật ra là tối nay tao phải nấu cơm. Nếu mà không nấu cơm thì tuần sau sẽ bị phạt đấy. Ông ơi, phạt á? Ừ. Phạt như nào? Kể tao nghe với. Ôi khiếp, sao nhìn mặt mày biến thái thế? Biến thái á? Cái con điên này. Ôi, Hoa ơi, Trinh ơi, chị Hân của các em sắp bị phạt đây này. Và phạt này á, mất sức chị em mình lại phải làm hộ đấy. Con điên. Thank you.
Hoa đẹp đấy. Cảm ơn người tặng hoa. Hoa gì ấy nhở? Hoa gì ấy nhở? Hoa này này. Con này. Sắp bị phạt rồi, hoa này vươn đi. Như con ma gió ấy. Ôi sợ thế. Này, tao á, phải đi ăn chè đỡ sợ đây. Ui. Từng giọt buồn đã ướt khóe môi khi đêm dường như đang kéo dài, cơn mưa đến xua tan bình yên, lòng ta khao khát bên em. Ngày tháng đã qua và nỗi nhớ thiết tha siết cánh tay rồi nghe đôi mắt cay. Mơ đưa mình sát lại qua hết đêm mong chờ ban mai, tình yêu lớn lên vườn cành đâm chồi, nào nắm lấy tay anh này em hỡi. Hãy subscribe.